công chuyện đưa đến chết rồi cho dạ. Chào chú, bên đây là một cái đám ở cửa bé mình hả chú? Cửa đếm ở cửa bé. Dạ. Kính thưa quý vị, đây là chú tên gì chú? Bảy Màu. Chú Bảy Màu ở cửa bé bên trường Nha Trang. Dạ. Hôm nay là có một buổi đám đến chết của xóm làng. Bây giờ mình sắp xếp xe cộ rồi mình dẫn đường, rồi mình coi giờ dắt cho đàn cà một đường tay, rồi có mà trời cho nó vô. Dạ. Nó rét rồi thầy cúng vô. Mình dạ, cũng dạ. Như là người đạo diễn ấy. Dạ dạ. Đó mình như người đạo diễn vô sớm làng, ai mất là cảm ơn vậy thôi. Dạ dạ. Mình giúp giùm cho bà con bé người ta. Giờ rét cho bà trời nó vô nó làm một tiếng. Dạ. Rồi xong rồi bắt đầu giờ mới cha thầy vô một tiếng, rồi bắt công cha anh công mới lửa vô. Dạ dạ. Mình phải có sự sắp xếp chứ, sắp xếp rồi đi rồi. Bây giờ quay từ một đoàn xe không quay cái làng bông như thế đã. Dạ dạ. Vô bông quay mất mới thoải mái đó. Dạ rồi. Đó, dạ. Mà. Dạ dạ. Dạ. Kính thưa quý vị, đây là chú Bảy Màu là một người rất nổi tiếng tại cửa bé này, là một người phải nói là có sức ảnh hưởng đến với bà con. Mà bị tai biến chết dạ. Sống lại á. Tất cả những cái đám hiếu là tại cửa bé này là một tay của chú giúp đỡ đến bà con của mình từ A đến Z luôn chú ha. Dạ, và hôm nay thì quan tài kêu đồ hết, mai dạ. Táng được kêu hết, kêu kề tay đồ cò được kêu hết luôn. Dạ dạ. Quản lý hết luôn, mà không có ăn tiền bạc được có ai đó, chỉ dạ. Bước hơn. Cho nên tai biến chết được sống lại nè. Dạ dạ. Chứ đâu phải vừa đâu, cái mấy kia chết là hoặc nguyện hết. Dạ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì em sẽ theo chân chú Bảy để mà ghi hình một buổi đám hiếu tại cửa bé Vĩnh Trường này, gửi đến quý bà con xa xứ và cùng nhớ về lại quê hương, và cùng để mà gọi là nhớ lại những cái hoài niệm về cái làng của mình, và đặc biệt là những người tâm linh, và đặc biệt là nhìn thấy một cái sự ấm áp tình người của làng cửa bé này. Dạ. Nước từ tay giờ sao mình cho nó ngầu luôn à, cho nó dễ thấy đó. Dạ chú ha. Vào chân cũng làm neo nữa hết chú. Ờ, neo làm hết á. Đã 7 màu rồi mà. Dạ, tay chân nữa nè. Cái này làm neo hồi nào đây? Làm neo tháng mấy nay rồi. Làm nay 600 ngàn bộ á. 600 ngàn một bộ luôn. Chú phải làm biết đâu, làm thành phố đàng hoàng. Dạ, dạ. Làm cho ngỡ mà. Thì con chắc chắn là bà con ở dưới cửa bé Vĩnh Trường này ai cũng nhận ra chú hết. À. Chú giới thiệu chiếc xích lô của chú ơi. À, chiếc lô giờ nó đậu xe đông điên á, sao không thế không? Bây giờ nó vô đây nó kẹt rồi. À, xích lô bị kẹt rồi. À, xích lô này kẹt. Mình đi làm ăn hay sao mình chú? Đi làm ăn á, khi ta kêu chở đồ cái đặt mình chở. À, chở rồi đồ ở nhà chạy thầu chạy đồ kiếm ăn, còn làm đám thì làm giùm. À, làm đám dạ. Chết là làm giùm mới có ăn chứ. Dạ. Chứ làm đám làm giùm làm phước cho người ta chứ đâu lấy tiền lấy bạc gì đâu. Dạ. Đó vậy á, coi như ở vòng ngoài thì làm nuôi vợ nuôi con chạy xe rồi chặt cây ấy đâu, mà tự nhiên giờ nó bị tai biến rồi, bây giờ làm không được nữa. Con nhớ vậy. Là không biết chú có nhớ cái chuyện này không, mà tầm 7 năm trước á, con có nhờ chú là qua giúp tụi con công việc á, mà chú đó chú nói chú bạn mất đi đào gốc dừa. Con có nhớ luôn là chú nói là một gốc dừa mà ba người đào không nổi. Mà một mình chú đã quất một ba gốc luôn. Đó, ba cây đây ngày tôi chặt tôi bứng gốc hết hả? Đó mình làm gốc dừa là gốm ăn lắm. Tôi làm để làm quen rồi. Dạ. Thành thử là hồi đó nhà mất đám hả? Không. Cái gì? Qua đào đất. Đào đất cái ống nước ở bên khách sạn á. Không, ống nước khách sạn là tôi không có đàn. Chứ còn đào quay làm đâu động gì. Tụi con là năm đứa thanh niên mà đào không nổi. Con mới nhờ đến chú. Gặp tôi đào mấy hả? Dạ. Tôi làm lỡ núi lỡ nôn hả? Chứ không phải vậy đâu. Dạ. Mà hôm nay thì bà con ở dưới cửa bé Vĩnh Trường của mình á, có người xa quê, có người xa xứ. Rồi hôm nay chú có muốn nói gì với bà con không? Nói bà con gì chứ giờ mình làm gì được thì mình nói cái đó, chứ giờ mình nói láo nói xảo cũng được. Không. Chú có muốn gửi lời chúc sức khỏe đến bà con của mình không? Thì gửi lời chúc rồi, chúc khỏe bà con cô bác, mình cũng trông bà con cô bác mạnh giỏi. Mà nếu duyên trời số không định được thì ai ra đi thì ra đi, thì có mình kêu mình thì mình giúp cho đời. Nói vậy á, nửa đêm nửa hôm gà gáy rồi kêu mấy giờ tôi cũng đi đó. Mình dạ. Cũng mong muốn là bà con mạnh khỏe. Chứ giờ có nhiều quá mình cũng mệt, chứ không phải mình làm biếng. Nhưng mà ở đời thì mình chỉ giúp cho bà con cô bác, chứ đường nào ai cũng phải ra đi. Dạ. Đấy. Rồi mình phải làm cái chuyện thiện vì cái tâm của mình. Chứ giờ
ai có biết mình không biết cái đó là trời coi trời hiểu đâu. Dạ. Chứ ai có nói gì thì mình cũng bỏ qua tay, tại mình sống vì tâm mà. Dạ, dạ. Vậy cho nên mấy ông thầy ông cúng còn ăn tiền, chứ tôi làm là không có tiền bạc gì hết. Vậy dạ. Cho nên tôi không đi chạy xe xích lô, tôi làm mướn làm đồ, tôi lấy tiền tôi đổ xăng tôi chạy. Chứ bà con bây giờ người ta tưởng ta cho mình 500, 200, 300 đổ xăng cũng cái mang cái tiếng lấy, đúng không? Thà rằng mình làm phước luôn, làm phước luôn, làm ơn cho ta luôn. Dạ, dạ. Vậy thành thử là con người mình có tâm, cho nên giờ mình bị tai biến, cho nên trời cứu lại mình, giờ mình cũng dẫn lại cho bà con. Dạ, đó dạ. Nói gì á, ở đầu mình có que có lại mà. Dạ. Bây giờ chú dẫn con qua bên kia, chú làm việc của chú ha. Dạ. Dạ, dạ. Hôm nay là một đám hiếu ở Cửa Bé Vĩnh Trường. Tuy nhiên thì rất thu hút được bà con. Xe đưa đám nè. Lái xe của chú ha. Thế xe không? Quay bên đây thấy bảy màu chiếc xe đây không? Đó. Đó, chuẩn bị đó đi á. Sao xe mình cũng có nhiều màu vậy, cũng bảy màu. Cũng bảy màu, cái yên cũng bảy màu. Hả? Thấy chưa? Xem vậy ngồi cũng vậy chứ. Hôm nay là chú lại dẫn dẫn đoàn dẫn ở đoàn đám chết ở làng. Dạ, dạ. Ông vừa quay, ông quay cái vàng bông coi nó đẹp không? Đó, vàng bông của đám á. Nhà này cũng là một nhà cũng nổi tiếng tại Cửa Bé đúng không? Đó, nhà bây giờ mà nổi tiếng mà. Thấy giờ làm có bà tròi bà đồ á. Có bà tròi có ô rồi, kèn tay. Thấy đúng bông à. Không? Đó. Đó. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay em mang lại một thước phim, một video nói về cái sự truyền thống văn hóa dân tộc của người Việt Nam chúng ta. Hôm nay là một đám hiếu diễn ra ở địa phận Cửa Bé, Vĩnh Trường, Nha Trang. Kính thưa quý vị, em làm kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Em muốn truyền tải đến những hình ảnh của Nha Trang quê nhà của mình. Những hình ảnh từ năm xưa cho đến những hình ảnh hiện nay, và đặc biệt là những nét văn hóa truyền thống dân tộc của chúng ta. Thì người Việt Nam nói riêng và người Á Đông nói chung thì rất là quan trọng những lễ giáo gia phong, và hôm nay là một đám hiếu, là một việc trọng đại của gia đình. Ở Cửa Bé này là một làng với nghề biển truyền thống lâu năm, thì hầu như là từ đời ông bà đã khai hoang lập nghiệp từ nơi này, thì ven biển là một làng chài, thì bà con ở đây cũng bám biển, cho nên là những đời sống tâm linh, những cái phong tục tập quán họ vẫn còn giữ lại và lưu truyền cho đến đời sau. Hôm nay là một buổi hát bội, hát bài chòi để mà phục vụ đám hiếu ngày hôm nay. Ở khu vực miền Nam, ở từ trong miền Nam và miền Tây thì những hình thức như thế này cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì tại Cửa Bé hôm nay có một cái sự kiện như thế này, là một việc là một đám hiếu lớn nhất từ trước tới nay diễn ra tại Cửa Bé Vĩnh Trường. Thank you.
Dạ và kính thưa quý vị, không những là tại Cửa Bé Vĩnh Trường Nha Trang mà ở đâu đó quanh các làng chài, ví dụ như ngày xưa thì có Sớm Cồn, rồi Sớm Cù Lao Thấp Bà, rồi những thôn xóm mà làng chài quanh tỉnh Khánh Hòa, thì những cái tình nghĩa ấm áp giữa bà con với nhau đó là một điều hết sức thiêng liêng, một điều hết sức đáng quý. Khi một nhà có đám hiếu thì tất cả bà con cùng về nhà họ để mà chung tay phụ giúp những gì cần thiết, và đặc biệt là đó là tình nghĩa thôi, không có một cái sự vụ lợi nào hết. Và hôm nay thì bà con đang tập trung rất đông tại nhà của chú Bảy. Đây là gọi là chú Bảy Giò. Chú Bảy Giò là ngôi nhà này thưa quý vị. Và hôm nay thì chú Bảy Màu là đạo diễn để mà đưa tiễn chú Bảy Giò. Bà con đang tập trung rất là đông để chờ lúc di quan và cùng tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Dạ quý vị biết không, những bà con mà ở ngay trung tâm thành phố Nha Trang, khi đi ngoài đường mà nghe tiếng trống, tiếng kèn và thấy những người chạy xe máy cầm rất nhiều lá cờ thì họ đều biết ngay đó là một đám hiếu xuất phát từ Vĩnh Trường, Cửa Bé. Một cái nét này đã tồn tại rất lâu đời rồi, từ xưa tới nay. Đó là tình làng nghĩa xóm. Hai bên đường thì bà con đang tập trung rất đông, chỉ còn ít phút nữa thôi thì lễ di quan sẽ bắt đầu. Và chú Bảy Màu thì đang gấp rút triển khai những việc cần làm. Những thanh niên hỗ trợ rất là nhiều. Dạ và đây là đội âm công, đội sẽ dùng sức người để mà nâng quan tài lên vai, đưa ra xe để đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đội âm công này là chuyên đi phục vụ cho những đám hiếu. Cái người mà mặc áo choàng và cầm hai khúc gỗ đó là đội trưởng của đội âm công, là rất là tâm linh. Ở ngoài thì bà con đang tập trung rất là đông. Đây là một đám hiếu mà lớn nhất tại Cửa Bé từ xưa tới nay. Hai bên đường xung quanh nhà thì những lẵng hoa rất nhiều. Bà con thì tập trung rất là đông. Ngôi nhà của chú Bảy Giò là nằm ngay bên đối diện chùa Đông Độ, một ngôi chùa nằm ngay trung tâm của Cửa Bé Vĩnh Trường. Rất nhiều những thanh niên, rất nhiều những bà con đang chờ đợi giây phút để mà tiễn đưa chú Bảy về nơi an nghỉ cuối cùng. Hai bên đường thì lẵng hoa rất nhiều và trải dọc theo thành một hàng khá là dài.
Gia đình của chú Bảy là một gia đình cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Cửa Bé Vĩnh Trường này, và cũng được rất nhiều bà con yêu mến. Một hàng xe hơi đậu dài, một dàn xe ca và rất nhiều những cái xe máy, tí nữa sẽ đi tháp tùng theo đoàn đưa tiễn. Đoàn xe đã bắt đầu khởi hành và những thanh niên cầm cờ đó là những người dẫn đoàn. Kính thưa quý vị, từ ngày xưa những đám hiếu ở một cái Nha Trang xưa thì đi ngoài đường, tất cả những người mà đi ngoài đường á thì khi thấy đám hiếu đều dừng xe lại, mở nón để mà tiễn đưa người đã khuất. Thành kính phân ưu đến gia đình chú Bảy, mong chú Bảy sớm vãng sanh cực lạc. Tiếp sau là những đoàn xe hơi và những bà con chạy xe máy đi theo để mà tiễn đưa chú Bảy. Và kính thưa quý vị, một chút chia sẻ ngày hôm nay, đây là một nét văn hóa truyền thống cổ truyền của Việt Nam nói chung và thành phố Nha Trang nói riêng. Thì ở đâu đó trên
mọi miền của Tổ quốc, ở đâu đó trên những làng chài, những vùng mà bà con rất là sống rất tình nghĩa, sống rất là chan hòa với nhau, sống bằng tình người, đều thể hiện một cái sự ấm cúng như thế này. Dạ, một chút chia sẻ đến quý vị những truyền thống của Nha Trang. Đến đây em xin kết thúc video này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, cho em những lượt like, những lượt đăng ký kênh. Em xin chân thành cảm ơn. Chào tạm biệt, trân trọng.